phải chỉ là anh được gặp em sớm sớm hơn thời gian của ngày hôm ấy. Có lẽ tao muốn anh sẽ không bao giờ tan nát. Đoạn trước nhớ vẫn đau, chắc đó là sự tiếc nuối ngậm ngùi. Đi theo sau càng đi càng trở về lại thì đầu ấm lắm. Giọng nói một người thân, à sai rồi, phải gọi đó là một người dân. Tôi nợ em một chữ yêu chưa trọn vẹn. Tôi nợ em sự quan tâm chưa đặt trước mắt cho em xem. Và tôi còn nợ, còn nợ em như thứ đáng lẽ chưa từng nợ. Vì chỉ đợi chỉ là cái cớ để tôi tiếp tục được yêu em lần đó một lần. Vì tôi biết mình là kẻ đến sau. Khi tình yêu trong em quá nặng muốn kéo ra khỏi, nhưng tôi đủ sức đâu. Ừ tôi yêu, tôi nhút nhát, tôi không muốn gặp tình cảm em. Vì tôi yêu, tôi trân trọng, tôi không muốn làm tổn thương em. Vậy thì yêu cho trọn đêm nay để sáng ngày mai không hối tiếc. Cố bình tĩnh và giữ lý trí, khi bút từ giấy tôi lại trở về với công việc. Tạm biệt với hạnh phúc em là nét thân quần cho đôi mắt. Và em có chắc là lòng bàn tay em họ nắm chặt. Anh đã chậm một bước rồi, từ khi biết mình là cả đã cháu. Có lẽ anh phải buông tay thôi, không phải vì anh không còn yêu em nữa, mà là vì mọi cố gắng anh viết bàn thờ. Tại sao không cho em gặp anh chứ, tự nhiên bây giờ bắt em yêu anh thì làm sao có thể được vượt qua giới hạn. Mỗi tình cảm này sẽ ngang cho chiêu là lây. Bắt tình yêu thấy lắp vào đó là tình bạn. Trong cuộc sống mà lắp lúc cảm thấy thật nhiều tròn. Cái mình cần thì không có, cái không cần có thì lại do. Buông tay tất cả để nắm lấy một bàn tay. Còn chính bàn tay đang được nắm thì có vô sức. Nếu người ta em biết mà, biết rõ cầm người anh đang ngoan. Và thứ anh mong là một tình cảm chứ không muốn là làm bạn. Em có hiểu không? Em là người anh đã rất nhớ. Liệu rằng mọi chuyện có thể thay đổi nếu như anh không là rapper.